Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn Tâm ơi. Rồi, chào bạn luôn. Chào tất cả các bạn clip buổi sáng nay nha. Ngày hôm qua này do mình làm đám đề tháng cho con mình nên là không có đi thăm bẫy được nha mấy bạn. Hy vọng bữa nay anh em mình đi thăm bẫy không có chết nha mấy bạn, có chết cũng ít thôi. Thì lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực nha cả nhà. Thì cái này động ta chuẩn bị xả hết nè mấy bạn ơi. Thì anh em mình tiếp tục đi thăm cái khu vực trên này bữa hổm chúng đó mấy bạn. Rồi mình đi thăm bẫy thôi, cái đầu tiên. Dính không? Ồ, cái đầu tiên không dính mà. Đây, cận cảnh cho mấy bạn xem nha. Đó, các bạn thấy lưới mình giăng thấy rất là tuyệt với cái màu đất với màu lá chuối nè, cỏ đâu không? Mình nhìn sơ ý là nhìn không thấy cái lưới luôn nên. Vậy là mấy bạn phải ngụy trang đồ. Đây, hành trang của anh em mình cũng như vậy nha các bạn. Ở này hay mưa đem cáo mưa, cái này đem hai túi mấy bạn ơi, sợ dính bàn gắn nước cắn hư gắn ông hành mấy bạn ơi. Còn đây là lưới mình đem theo, có cha nào gắt mình dặm thêm. Được. Rồi, lên đường tiếp tục. Thì cũng có mấy bạn comment rất nhiều. Hả? Wow. Tới là văn đây ra đơn giản là lắm mà. Trời. Mọi người mấy bạn ơi. Ủa. Mấy bạn nhìn thấy ở đây dính con rồi mà còn cái da của con nhão đâu đây nữa các bạn. Không phải da con này. Da ngắn gì á. Lãi. Da lãi. Đã mấy bạn. Cô quay mẫu hành mấy bạn. Mấy bạn thấy đã chưa? Cảm giác nó sướng mấy bạn ơi. Mới ngày hôm qua ăn đám không có thời gian đi thăm nha các bạn. Bạn thấy tài lớn sử nó đi thăm có 4 tắc thôi nè, cho nó khỏe ăn gắn này. Chỗ này văn mấy bạn thấy rất là đơn giản không, văn mới dính tối chứ mới dính bạn, trước có chết à. Mấy bạn nào có học hỏi có văn đó hay comment vào đó thì văn tư thế văn nó vậy đó các bạn. Các bạn lựa mé mương càng tốt nha. Thấy có số kinh mấy bạn dặn đâu khơi khơi trên bờ không sao dính, dặn đó mấy bạn bao luôn hết nguyên cái bờ đó, tốn lưới rất là nhiều nha các bạn. Còn mình sử dụng này là rất là tốn ít lưới. Mấy bạn thấy anh em mình dặn có tay nào mà được cỡ 2 mét không? 1m2 hết mức, 1m2 hết mức, mình chỉ chặn những đường ngô gắn nó đi thôi, mình đón đường mình bắt thôi mấy bạn, chứ không cần phải dặn chi tùm lum hết, tốn lưới không làm chứ. Mình đón hướng nó để mình dặn thôi, chứ mình dặn mà kiểu bao nguyên bờ cái đó có dính cũng chưa chắc gì ăn được. Ta đi người ta thấy chân mấy bạn. Còn này mình văng một khúc ở dưới này có gì dính ở mày xuống, nhiều khi người ta sơ ý người ta đi người ta không thấy. Văng kia thì tốn chi phí cao lắm mấy bạn ơi, mình đổ ra lần tiền lưới cũng nhiều. Còn này thì nói thiệt mấy bạn, văng này tay có mấy ngàn ba. Tay mấy ngàn mấy bạn thấy dính con này bằng mấy chục tay không? Thu hành mà chịu khó cắt lưới đi. Cái này sư phụ của anh em mình nói là hổ hành bắt đầu đi nha mấy bạn. Mấy bạn nào có muốn bẫy xuống lưới gì đó thì xuống là được rồi đó. Xuống đây tới Noel nha mấy bạn. Noel lập đông đi cái nữa là coi như là nguồn nó vô hàng nó đẻ nha mấy bạn. Nó vô ủ đông. Chứ mùa này thì gắn nó đẻ nó sắp ra nè. Cái số bây giờ là có số gắn đẻ ra nè. Nó sẽ ủ đông. Nó ủ đông tới cỡ qua sang năm á, trời sa mưa đầu á nó mới đi lại nha mấy lần ta. Con này chắc cỡ nửa ký, nửa ký hơn nửa ký. Rồi, con đầu tiên nha mấy bạn. Có bạn comment nói dính mấy con gắn nó lôi nè, mấy bạn thấy nè, coi như con này nửa ký, ta lưới có 4 tắc vậy nó cũng có lôi đâu, nằm đây nè, ta lưới mình còn chưa chấm được cái gì chân. Chỉ có là chấm đài. Nhóm mấy cái chân mình dằn về dưới thôi. Nhóm đó thì mình nhảy lại, mình nhặn xuống lại. Các bạn nào mà thường xuyên comment kênh mình đó, với theo dõi kênh mình đó, chú ý ha, người ta dằn về dưới cho nó thiệt sát. Về dưới cũng rất là quan trọng nha mấy bạn. Hổ hành nó nhụi hết mấy bạn, văn không dính hổ hành là do cái từ cái trường hợp đó nha mấy bạn, chứ không có chỗ nào mà không có hành chứ. Có ít có hay là có nhiều, mình văn sẽ dính ít dính nhiều thôi mấy bạn. Còn văn mà không dính hổ hành là mấy bạn biết rồi đó, cái diện dưới mình là không ổn đó. Tại vì con hổ hành nó đi sát mặt đất chứ mấy bạn, văn khơi khơi ít dính lắm, cũng dính mà dính tỷ lệ yếu lắm.
Rồi, con đầu tiên nha mấy bạn. Rồi bữa nào anh em mình sẽ phát trực tiếp tiếp tục cái phần hướng dẫn dân cho mấy bạn xem. Ở đây anh em mình nói sơ sơ gì chắc cũng có một số bạn cũng nắm được rồi. Anh em mình tiếp tục đi thăm, sắp tới sẽ ra clip phát trực tiếp cái phần hướng dẫn mấy bạn cách dân nha. Rồi khu vực này anh em mình có tay mấy bạn. Sống không? Không gầy. Tại không gầy, lý do sao mình hỏi vậy mấy bạn? Tại không gầy mình để cách hai bữa. Bữa nay là bữa thứ ba đó mấy bạn ơi. Tại nhà do mình có đám đi không được đó mấy bạn. Lấy nha mấy bạn. Lấy. Dặn ngay bắt dặn mấy bạn thấy không? Dưới là cái mương nha mấy bạn. Cặp này là hình như bộ dưới sảy con cái gì tơi. Ở dưới thủng lỗ lớn rồi. Đâu, nghiên cứu rồi, bắt lên nè. Ở dưới láng nó chạy. Đằng này chắc bắt nó ở đây luôn quá, khỏi lên xuống khó quá. Ừ. Chắc là khó. Nè, dưới đây lủng lỗ nè. Lủng lỗ mà dãy nó chắc nè. Con rắn này rắn mới dính. Chắc dãy nè, thấy lủng lỗ không? Đúng rồi. Sao lưới này nó dễ bị lủng quá ta? Lưới lũ cũ rồi. À. Lưới này là mình đã có văng rồi, mình sửa lại, mình dặm thêm rồi nghe mấy bạn. Cho nên nó mới lủng thôi, chứ lưới mới thì bao mấy bạn. Lưới mới là đường lủng thì lại khó lắm, trừ khi chuột cắn á. Chứ rắn này mới dính mà đâu dãy tới chóc da chứ à. Rắn này mới chát hả? Có bạn mới comment hỏi mình Thọ Nguyễn hay gì chứ. Nói, đúng rồi Thọ Nguyễn. Sư phụ gì của Võ Minh Phụng văng lưới đó. Hỏi nó dùng mình sao gắn lãi nhiều chứ dùng mình đây gắn lãi nhiều lắm nha bạn Thọ vậy đó. Y gan như mấy bạn mãi mãi có cặp nia mà mình không có gì đó mấy bạn. Gắn lãi ngày qua em cũng có xem clip của anh Phụng với anh đi á, ngày qua thấy anh dính được con rắn hổ hèo á, bên cạnh của anh Phụng dính con hổ hèo với anh dính con hổ hèo nhỏ nữa hay gì đó, em gặp dính hai con. Clip của anh nói chung là của anh với anh Phụng rồi em hay theo dõi lắm á. Con này cục đuôi ta. Cục đuôi. Con này còn ba còn bóng, mới chạy chạy trước à. Con này theo mình đón dính buổi chiều qua hoặc buổi sáng này nghe mấy bạn. Mới dính. Mới dính. Nên là giá đi bữa nay mình trông nghe nói thiệt mấy bạn. Đừng dính luôn cũng được nữa. Chứ còn mà dính rồi chết tiếc lắm mấy bạn ơi, tại do nhà mình mắc đám không đi được mấy bạn. Đám ở xe lạ thì mình đi tranh thủ về đi, còn đám ở nhà khách đồ mấy bạn đồ lại nhiều quá đó rồi không có ấy được mấy bạn ơi, không có đi được. Rồi hên, đi nãy giờ cũng chừng chục tay mà nó chưa có dấu hiệu chết được hai con nữa mà. Chưa có dấu hiệu chết. Tại luồng đây luồng mới nha mấy bạn, còn mấy luồng cũ đi dở dính yếu quá, bắt hết gắn thì vậy. Luồng đây đi lần này lần thứ 6 rồi. 6 lần lần 5 lần lần nào cũng trúng chứ còn lần bữa nay không biết sao đây nè. Mày xảy một con, rồi phả lưới lại nó đi chứ sao cũng dính nè. Rồi con thứ hai nha mấy bạn. Đây, một em hành một em lãi. Xuống mà sửa lại các bạn ơi, tại nằm dưới góc khó quá. Rồi, để nghe mình sửa tay lưới lại rồi mình đi thăm tiếp theo nha các bạn. Anh nào có dính bấm máy tiếp nha. Tay này chắc dính cặp mà sảy con. Rồi, mình qua tới khu vực mới này nghe mấy bạn. Cũng khu vực gần đó chỗ mình thăm nãy ra đó mấy bạn. Mà do là cái cầu người ta dở nữa mấy bạn ơi, nên ông anh ông đi không được, kêu ông ở bên đó đi mình lội sông ngang này mấy bạn ơi. Cắt lại rồi thì nó dở, cắt lại rồi dở tại ghe lớn đi ngang không được mấy bạn, dở dục xong mình mắc lỗ xong nữa mấy bạn ơi. Cũng địa điểm đặc hẩm đó mấy bạn. Rồi, thằng đây mình có con tay nha mấy bạn. Nãy giờ mình thăm 4-5 tay rồi, đầu đẳng không có dính giùm, không có quay lại mấy bạn xem. Để tránh cho mấy bạn xem nhàm chán nha mấy bạn. Đây tới tay này cuối cùng này, cái bờ của này mình quay tới tay. Đây có mấy bạn. Đây. Thấy không hành đá không? Trời ơi rồi bu luôn rồi, để mình coi nó còn sống không mấy bạn. Ôi, còn sống. Bạn thấy không, nó quắn rồi. Quắn một đống lưới, một cục nữa nghe mấy bạn, đã không đó. Xinh dơn luôn mấy bạn ơi. Chính thu hành lại nhìn thấy đã nghe bạn. Nè mấy bạn nhìn thấy không, ta lưới mình từ đây xuống tới đó nè. Đó, cái đài nằm dưới đó. Ta lưới này là 6 tắc nha bạn, bờ này bờ bự nha. 6-7 tắc đó, mình bờ bự mình mới văng, ta lưới này hơi dài đó, chứ mình văng thường thường có khúc mà mấy bạn thấy không, mình cũng đón nó đi theo cặp mé nè, văng cái là lụm.
có thôi, có bắt buộc nó phải đi hướng này rồi. Ôi ôi đã bạn ơi, không bữa nay thắt mà cũng đỡ mấy bạn ơi, bữa nay như dính hai con hành này trở thành chúng luôn nghe bạn. Có hô hành là có tiền nghe mấy bạn, mà hướng đẹp tới hô hành nó cũng hơi xuống giá nghe bạn ơi. Con này bộ mới lột thì quá trời bóng nghe bạn, đã không? Ôi ôi kìa đã bạn ơi, thu bờ này thì kìa hở mình cũng có dính gọn con nghe mấy bạn. Cái bữa mà anh mình cũng đói bụng mà không bắt ổ ông ăn luôn mấy bạn, có quay mấy bạn xem đó là cũng dính con. Hổm gãy bờ này nó chưa dính gắn gì chứ, chỉ dính có hổm con hành, bây giờ dính được con hành nữa là được hai con. Còn từ mình đi thăm nãy giờ thì được một con gắn lãi, một con hổ hành nha các bạn. Đây con nữa là như được hai con đó. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng video đây nha các bạn, để mình xử lý gắn tại mình đi mình ông anh mình còn bển này các bạn ơi. Hơi mình lội qua lại rồi mình cho đi tới tay tiếp theo có dính này mình quay mấy bạn xem. Rồi, nói cho mình tạm ngưng. Rồi mình đi tới xe tiếp theo luôn nha mấy bạn. Ở đây mình cũng có tay nữa các bạn nhớ cho cây dưới sữa này không ạ? Cây dưới sữa này đợt trước mình có vô đây thăm dính con gắn nước đó mấy bạn. Bữa mình cũng lội đi qua mà có ông anh đi theo. Bữa đó cây cầu nó chưa có hư, còn bữa nay cây cầu nó hư nha mấy bạn. Cầu bị máy người ta dụng xong rồi, mình mắc lội nha. Đây, đây bữa nay dính gắn nước nữa mấy bạn. Đây, người ta này không dài nó dính con gắn nước này, còn gắn nước thứ hai nha mấy bạn. Chứ chưa dính gắn gì hết, chỉ dính gắn nước không à. Đây các bạn nhìn thấy đã không? Con này không bự hung mấy bạn ơi. Con này chắc cỡ 300 g nha mấy bạn. To hung. 250-300 g thủ đi. Đó, tay lưới mình nè mấy bạn cũng thấy nè. Đây, đây xuống tới đó tay lưới này cũng bảy tấc nha các bạn. Tại bờ mấy bờ này bờ bự nha các bạn nên mình giăng tay bảy tấc. Nói các bạn nè, mấy bạn giăng mà dặn viền giống như mình nè mấy bạn, là tay lưới mấy bạn thấy không, như mấy con nhỏ nhỏ này nó đâu có gị nổi tay lưới đâu. Còn mấy con bự đi nữa nó có gị nó cũng còn mấy cái dây mình dặn viền dùng nhặn mấy bạn nó sẽ chậm đi lắm. Mình dặn viền chơi mấy bạn ơi, giăng mình dặn viền nó dính mặn hơn mà mình không dặn viền. Nó ít có tỷ lệ sảy nó cũng yếu nữa nha mấy bạn. Còn mình không dặn viền lên nó đi nó nhủi dưới gặp mấy gắn khô nhủi nhủi hắt lên rồi nó đi ngang tút lút à, còn nó lỡ nó dính vô một hai mặt lưới mấy bạn. Là lưới mình nó đã xe rồi, tại mình đâu có dàn viền, lưới nó đâu bắt mặt thẳng mặt được. Cái nó đưa cái đuôi ra ngoài, nó méo nó gị cái một là vuột ra nha mấy bạn. Còn mình dàn viền này mấy bạn thấy nó có méo, nó có gị cũng đâu nổi rồi. Tại dàn viền nó đưa rất là nhiều, mấy bạn để ý đi nó dính lằn lùi lưới gì không nè. Tại vì nó lẹo lẹo hoài, nó dính vô cái lẹo hoài, nó dính tới hoài hà. Còn nếu mình không dàn thì nó thụt vô một mặt thì nó quậy quậy thì cái lưới nó xe mặt lại hết rồi, nó đâu còn dính được nữa. Rồi thôi vậy mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình quay lại mấy bạn trải nghiệm. Tại vì còn có mấy tay nữa mấy bạn ơi. Mình giăng bên đây được có mười mấy tay à. Nãy giờ mình thăm thì mấy bạn cũng thấy đó, nãy dính được con không hành. Nhưng con ngắn nước này là hai con. Còn cái luồng trên thì nãy cũng được hai con mà mình không có sắt theo nữa bạn. Mình để bển thôi, mình quay lại đầu cầu mình quay mấy bạn xem đây. Con ngắn hành này, đây con ngắn nước đây. Cái này mắc tắt ra nữa đó mấy bạn ơi, chứ để chúng cắn à. Tại nãy mình đem hai cái túi lặn mà do dính cái kia nãy mình xách qua bên đây mình lội xong nó khó quá, mình lấy cái túi không đi rồi mấy bạn ơi. Rồi thôi vậy cho mình tạm ngưng đây mấy bạn. Rồi em mình đã vượt xong thành công nha mấy bạn, quay lại đất liền rồi mấy bạn ơi. Cái này còn hơn qua đảo mà bắt gắn giống như anh Võ Thành Phụng nữa mấy bạn, đi bắt vượt bắt cua biển vậy đó rồi. Cái cầu cứ đó mấy bạn thấy không, cứ máy ngang vượt cái bẩm xuống, máy ngang vượt cái bẩm lên. Cầu không có qua được nha mấy bạn, nãy giờ mình ngồi trong đây mình giữ xe luôn nha mấy bạn. Giữ cái túi gắn nãy dính được hai con đó. Rồi, đây tổng kết cho mấy bạn xem luôn. Thành quả bữa nay nãy cái đầu trên nãy được con hành, con lãi. Đầu dưới này được con nước, con hành. Không dám bỏ vô chung nữa nè. Ừ, không nguy hiểm lắm. Cắn à. Nên dọn gắn hậu hành qua đó bỏ nó riêng đây đi. Cắn lắm nha bạn, cắn nước bỏ vô chung hô hạnh cắn nha bạn. Nó hung lắm. Rồi nha, mình nó dồn qua nha mấy bạn. Rồi tổng kết nha mấy bạn xem nha. Đây lúa tại xã cũng cao cao nha mấy bạn. Xã không còn lọt. Ngắn đẹp ghê hả. Bao cao. Bạn thấy di chuyển dây nhanh này. Có chỗ nè đó dọn lại bạn ơi, chứ giờ vô chủng cắn hư cắn hổ hành tách ra kia
Rồi thành quả bữa nay là hai con hành, con lãi, con gắn nước nha mấy bạn. Rồi chơi kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chào cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sắp tới chắc anh em mình cũng cứ cách ngày luồn tới chắc cách 2 ngày, nhưng mai cũng đi thăm rồi, tại cách 2-3 ngày rồi. Rồi chào mấy bạn luôn Tâm ơi. Rồi chào bạn luôn. Rồi xin chào mấy bạn và hẹn gặp lại nha. Anh em mình chắc này cũng vô nghỉ trưa rồi.